thấy nó cái độ vang của nó. Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBComsic và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đang chụp nháy trên màn hình. Hiện tại thì mình đang bán cái bộ video hướng dẫn hóa phù khí, bắt đầu phòng thu, nhận dạy hóa phù khí, nhận hóa phù khí sáng tác mới và nhận làm content cho các kênh YouTube Music. Ngoài ra thì mình còn có một kênh TikTok, một group Facebook và một kênh YouTube rất mong các bạn ủng hộ. Đây là cái bộ video mà mình đã làm được từ hóa phù khí, mix master cho đến mix vocal. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video giới thiệu những cái VST reverb free mà mình rất là thích, mà mình thường xuyên để sử dụng cho các bản nhạc của mình trước khi mình có mua những cái reverb trả phí cao cấp hơn, ví dụ như là Valhalla Room hay là Neoverb. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái project ngày hôm nay. Rất là vui khi mỗi một bài hướng dẫn thì mình lại được giới thiệu các bạn một project mình làm trong thời gian gần nhất. Đây là một đoạn Slap House mà sắp tới thì mình sẽ phát hành, và rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình trên các nền tảng mới nha. Rồi, ok, đó là cái project của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ test thử ở trên cái phần lead của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tắt hết reverb gốc của bài đi. Đây là reverb gốc này. Đó, mình sẽ bỏ hết cả delay lẫn reverb đi. Bây giờ thì mình sẽ test trên cái bus lead này. Và cái VST đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái M Audio Charm Reverb. Đây là một cái VST hoàn toàn free của M Audio. Nếu mà các bạn không biết thì M Audio là có các VST, rất nhiều VST free, và cái bản cài của nó là all in one. Nghĩa là các bạn chỉ cần download một lần nên là các bạn có thể cài đặt được tất cả các VST của nó, cả trả phí lẫn không trả phí. Chỉ có điều là với giao diện mỗi một VST thì các bạn sẽ phải trả phí. Nếu mà trả phí thì các bạn sẽ active riêng. Còn cái phần này đối với các VST free nó sẽ báo đỏ đỏ như này để cho các bạn bị chói mắt thôi. Tác dụng của việc trả phí chỉ là chống chói. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ có những cái phần thông số sau. Đầu tiên đó là tỷ lệ dry và wet. Nếu gọi để hết cỡ lên thì tất nhiên nó toàn là reverb thôi. Và như các bạn biết, chamber nó là những cái âm thanh reverb, những âm thanh tiếng vang được vọng lại từ những căn phòng trống, cái buồng đấy. Tiếng Anh dịch sang tiếng Việt, cái đen nó là cái buồng. Thì ở đây cái âm thanh của nó sẽ khá là nông và gần. Đó, âm thanh mộc. Thì cái này thì mình sẽ thường xuyên sử dụng cho những cái acoustic này, những cái dòng nhạc mà thể hiện sự gần gũi, ví dụ như bài pop ballad mà theo kiểu là thủ thỉ này, êm ái này, hoặc là những bản cũng là EDM nhưng mà các bạn thường xuyên để nghe trong những căn phòng nhỏ, ví dụ như là lo-fi R&B này, hoặc là những cái bản này, bài trap mà nó kiểu tự kỷ một chút. Đó, thì ở đây, tuy nhiên thì ở đây thì cái phần nhạc của chúng ta nó là EDM, và EDM và Slap House thường xuyên chúng ta nghe được trên club. Thì khi mà chơi như này các bạn sẽ nghe được cảm giác cái tiếng lead của chúng ta nó không thật lắm. Thực ra là không phải là thật, không phải thật lắm, mà không phù hợp lắm với cái lead điện tử này. Đó, các bạn có thể điều chỉnh được độ dài đến decay. Đó, các bạn có thể điều chỉnh được đến 60 giây. Rất dài. Rất dài. Và có một số thông số các bạn cũng có thể điều chỉnh được, như là size này, low cut, high cut, pre-delay, gain, độ rộng. Đó. Ngoài ra thì nó còn hiệu chỉnh được damping. Nó hơn các stock plugin ở một chỗ là cái damping của nó. Nó có thể điều chỉnh được damping low và damping high một cách khác nhau. Damping là như thế nào thì các bạn có thể tham khảo trong series Mix Master của mình, có bài nói về reverb thì các bạn có thể biết được nhé. Ngoài ra thì chúng ta có những cái preset nếu như mà chúng ta trả phí, và chúng ta có thể là random các preset nếu chúng ta có, hoặc tự design ra để lưu lại các preset. Bây giờ thì chúng ta thử hiệu chỉnh để cho nó ăn khớp với cái bản nhạc của chúng ta như thế nào nhé.
Rồi, ok, bây giờ chúng ta so sánh âm thanh trước khi có reverb và sau khi có reverb trước khi có này. Sau khi có. Rồi, ok. Đó là charm reverb. Tiếp theo là một VST mà mình rất là thích và thường xuyên sử dụng. Đó là Samatic Spaceline. Đây là một VST hoàn toàn free của Samatic. Tuy nhiên thì các bạn vẫn phải mở khóa, vẫn phải nạp lần đầu để mở khóa ra được những cái này, tính năng quan trọng hoặc là sơn màu. Rồi, các bạn có 3 chế độ, đó là Space, Hold Long và Spring. Thì đối với âm nhạc của chúng ta, các bản nhạc của chúng ta rất là thường xuyên, hoặc là vocal rất là thường xuyên sử dụng cái chế độ Hold, và đặc biệt là Hold Long thì các bạn sử dụng rất nhiều. Có Spring, nó là một cái hiệu ứng reverb rất là đặc biệt. Cái này thường dùng làm cho guitar điện hoặc là những cái nhạc cụ mà nhạc cụ sống, nhưng mà các bạn muốn mix để cho nó ra màu sắc giống điện tử một chút thì các bạn sử dụng string. Ngoài ra space là những cái không gian rất là rộng, có một số dạng dòng, có một số dòng nhạc mà cần đến cái chức năng space này, nghĩa là nó rất nhiều reverb nhưng mà các bạn nghe nó không bị không bị ù. Đó, nếu như mà trường hợp mà cái không gian nó quá nhỏ thì khi mà các bạn nhiều reverb quá, âm thanh của bạn sẽ bị ù. Thì cái space này khá là phù hợp cho những dòng ví dụ như là cinematic này, giống như là những cái dòng như là melodic dubstep hay là future pop mà thiên hướng theo cái dạng melodic dubstep thì nó cũng khá là phù hợp. Đó, ở đây thì mình để chế độ là hold long. Bây giờ thì mình sẽ nghe cái bản nhạc của mình. Đây, mình sẽ hiệu chỉnh. Đó, và nếu mà các bạn để ý, nó sẽ tập trung khá là nhiều vào tần số mid và low mid. Đây là cái tần số chính nhất của giọng hát và những nhạc cụ sống, cho nên là nó sẽ cái hold long này nó rất là phù hợp với những nhạc cụ sống nhé. Đó, các bạn có thể hiệu chỉnh decay, free delay, damping và size như các VST khác. Tuy nhiên, họ có những cái chức năng morph rất là hay. Các bạn có thể morph pitch, morph chorus, morph flanger và morph phaser. Nghĩa là những cái âm thanh phản hồi lại nó sẽ biến đổi theo thời gian và nó sẽ không phải, ví dụ như là bây giờ bạn phát ra một cái âm A thì nó đập vào tường, nó quay trở lại cái âm A, cái reverb bạn quay trở lại âm A mà nó ra âm á, âm ớ gì đó thì hoàn toàn là nằm ở cái phần morph này. Nó sẽ làm cho reverb của chúng ta phong phú hơn và tinh tế hơn, đặc biệt là nó sống động hơn theo thời gian. Flanger, các bạn nghe thấy là cái reverb của bạn có thể di chuyển. Carrot thì các bạn sẽ nghe thấy âm thanh của bạn dày hơn này. Phaser, đó, các bạn nghe thấy nó méo xẹo hẳn đi. Đó, và cuối cùng là pitch, nó sẽ thay đổi cao độ. Nếu mà các bạn tăng nhiều lên các bạn sẽ cảm thấy hơi phô đúng không? Thì bản chất âm thanh khi mà đi ra ngoài ấy, nó cũng thay đổi cái cao độ, chứ nó không phải là các bạn phát ra tần số 440Hz nó sẽ quay lại đúng 440Hz cho bạn, mà nó sẽ bị thay đổi. Và toàn bộ các cái morph này nó tạo ra muôn hình vạn trạng của reverb mà các bạn có thể xử lý được. Có thể là đây là một cái VST mà mình rất là thích dùng trong việc mix vocal cũng như là mix cả bản phối, cho đến khi mà mình mua. Nhắc lại, cho đến khi mà mình mua. Ok, và một cái VST reverb cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là VST Supermassive. Thì Massive nó là những cái VST thì Supermassive nó là một cái VST khá là độc đáo. Nó là được tạo ra từ những âm thanh echo, delay, nghĩa là âm thanh các bạn nảy lại và phân rã ra thành reverb, chứ nó không phải là những cái âm thanh mà reverb sẵn giống như trong các căn phòng. Các bạn có thể tạo ra những âm thanh mà có delay trước và sau đó nó phân rã thành reverb sau. Ở đây thì mình sẽ không đi sâu vào nguyên lý quá. Đó, tuy nhiên thì mình có thể khám phá một vài các cái hiệu ứng của nó trong này. Các cái preset trong này nó sẽ có cho các bạn rất nhiều rồi. Mình sẽ không phải đi làm quá nhiều. Đầu tiên là chúng ta nghe echo. Đó, thì nó móp lại các cái âm thanh có những cái chế độ rất là hay. Và mục đích của cái Valhalla Supermassive này là phân rã echo ra thành reverb. Nghĩa là các bạn sẽ vừa nghe thấy delay, vừa nghe thấy reverb nằm ở trong các cái preset của bạn. Nó rất là hay. Ví dụ morph này, các bạn có thể morph ambient chorus nghe thử này.
các bạn vừa nghe thấy delay, vừa nghe thấy reverb nhá. Ngoài ra thì khi mà chọn các chế độ reverb, đặc biệt ấy, mình rất là thích ở cái này, đó là các cái chế độ large và massive. Đó là chế độ rộng và siêu rộng. Cái này thì mình rất thích dành cho những cái nhạc cụ mà có sự bay bổng, hoặc là các cái nhạc cụ đệm cao mà mình muốn xử lý. Bây giờ thì mình sẽ không làm phần này nữa, mà mình sẽ xử lý ở bên này cho các bạn. Mình có một cái nhạc cụ có tên là... Đó. Đó, thì các bạn nghe thấy là nó khá là nảy đúng không? Đó, tiếp theo cái plug bên trên này. Đó, và bây giờ thì mình muốn là tạo ra cho nó cái sự huyền ảo của cái tiếng plug này. Mình đưa vào một cái Valhalla Supermassive. Mình chọn cái preset của reverb là lag. Thế các bạn nghe cái tiếng plug, bây giờ mình sẽ đẩy to cái plug này lên để các bạn nghe cho rõ nhé. Thế bạn nghe thấy nó, cái độ vang của nó rất là rộng và cái nhạc cụ của chúng ta rất là bay. Đối với các cái nhạc cụ mà để nhiều reverb như này thì mình thường xuyên là mình cắt cái tần số cao đi, bớt tần số cao đi, tại vì là nó sẽ làm bị ồn cả cái bản nhạc của mình. Đẩy to lên này. Đây, cái tiếng bên plug này thì mình cũng sử dụng một cái. Như vậy, mình tăng cái delay này, tăng phần mix này. Và bây giờ thì các bạn nghe hai tiếng plug nha. Và là Supermassive. Tạo ra sự bay bổng hơn rất nhiều. Đó. Mình cắt cái tần số cao lên một chút, đỡ ồn. Bây giờ thì chúng ta nghe cùng nhạc cụ đệm nhé. Tắt này. Đó, bây giờ bật này. Nhiều quá nên mình hạ xuống. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là lựa chọn những cái chế độ phù hợp, ví dụ như là chế độ medium hoặc small, để các bạn có thể mix cả bản phối của bạn, hoặc là mix vocal, hay là mix những nhạc cụ lead. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái VST reverb mà mình rất là thích, mà hoàn toàn free. Hy vọng là với những cái VST mà mình vừa giới thiệu thì các bạn có thể là làm dày hơn những cái số hiệu ứng reverb mà các bạn có thể dùng, cũng như là loại bỏ dần những cái VST bẻ khóa ở trên máy tính của bạn, để máy tính của bạn có thể hoạt động trơn tru hơn, tránh bị mất dữ liệu cũng như là bị tấn công về mạng. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music, và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới và cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn có thể phù hợp. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần sách trách phát, để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.